Bạn ơi, nhanh chân nhịp nhàng ta bước, chào năm học mới đến rồi. Cờ sao tung bay rộn ràng trong gió, chào năm học mới đã sang. Bầy chim ríu rít đùa vui trong nắng, chào năm học mới đến rồi. Và hoa cũng đang rủ nhau khoe sắc, bình minh rực rỡ muôn màu. Tô vẽ thêm bức tranh ngày khai trường. Ta hân hoan vui hát, hát vang câu ca vui trong nắng mai. Ta tung tăm vui bước, bước trên đường dài tương lai. Ta vẫn luôn đi tới dù bao khó khăn nhọc nhằn. Xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các bậc phụ huynh và các bé đang theo dõi chương trình Ngày hội đến trường của bé chào mừng năm học 2021-2022 của trường Mầm non 19 tháng 5 Tân Lập. Kính thưa các quý vị đại biểu, tạm biệt mùa hè, mùa thu đến cũng là thời điểm một năm học mới bắt đầu. Và có lẽ ngày hội đến trường chào mừng năm học mới 2021-2022 là một ngày hội đặc biệt nhất trong các ngày hội. Bởi do dịch bệnh COVID-19 khiến cho các dự định về ngày lễ hội của chúng ta bị bỏ lỡ, để lại nhiều nuối tiếc cho cô và trò trường Mầm non 19 tháng 5 Tân Lập. Được sự nhất trí của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, hôm nay, trường Mầm non 19 tháng 5 Tân Lập long trọng tổ chức chương trình Ngày hội đến trường của bé bằng hình thức online để chào mừng năm học mới. Đến dự với chương trình ngày hôm nay, về phía nhà trường, xin trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Quỳnh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Cô Vũ Thị Hường, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Cô Lý Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường. Về phía Ban đại diện cha mẹ học sinh, xin trân trọng giới thiệu ông Lê Duy Quỳnh, trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường. Cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bé trường Mầm non 19 tháng 5 Tân Lập đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị, hòa chung trong không khí tưng bừng hân hoan của ngày tựu trường, các cô giáo trường Mầm non 19 tháng 5 Tân Lập xin được gửi tới quý vị những lời ca tiếng hát vô cùng đặc sắc để chào đón ngày hội đến trường của bé năm học 2021-2022. Mở đầu chương trình là bài hát Chào năm học mới, sáng tác Phạm Hải Đăng do cô giáo Tố Uyên và Khánh Huyền thể hiện. Oh,
theo chương trình, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng đến với một giọng ca vô cùng ấm áp và ngọt ngào của cô Thùy Dung với bài hát Cô đi nuôi dạy trẻ, sáng tác Nguyễn Văn Tý. Chương trình là bài hát Tháng Năm Học Trò, sáng tác Nguyễn Đức Trung do cô giáo Thùy Dung, Thu Trang, Thùy Dương thể hiện. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bài hát Tháng Năm Học Trò đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới, năm học 2021-2022 của trường Mầm Non 19 tháng 5 Tân Lập. Xin cảm ơn sự duyên dáng và những giọng ca ấm áp của các cô giáo trường Mầm Non 19 tháng 5 Tân Lập. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Quỳnh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, lên phát biểu khai giảng năm học mới. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các cô giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, kính thưa các bậc phụ huynh và các con học sinh thân mến, hôm nay trong không khí tưng bừng, các trường học trong cả nước tổ chức ngày khai trường năm học mới. Hòa chung với niềm vui đó, trường Mầm Non 19 tháng 5 Tân Lập vui mừng tổ chức ngày hội đến trường của bé năm học 2021-2022. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các con học sinh đang học tại trường bày tỏ lòng biết ơn đến quý vị đại biểu, các vị khách quý đã quan tâm theo dõi chương trình khai giảng ngày hôm nay. Xin kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý, các bậc phụ huynh sức khỏe, hạnh phúc. Xin kính chúc các cô giáo và các con học sinh một năm mới thu được nhiều thành tích rực rỡ. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các bậc phụ huynh. Năm học vừa qua là một năm học đầy thử thách, khó khăn. Có những thời điểm các con học sinh phải nghỉ học, không được đến trường. Cả thế giới phải đối mặt với hậu quả của dịch bệnh COVID-19. Song, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của phường Tân Lập, sự lãnh đạo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, sự ủng hộ tích cực của các bậc phụ huynh cùng với sự nỗ lực của ban giám hiệu cũng như tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Trường Mầm Non 19 tháng 5 Tân Lập đã vượt qua nhiều khó khăn, đồng hành cùng các con, đảm bảo việc các con không đến trường nhưng không dừng việc học tập, ôn luyện, củng cố kiến thức thông qua việc thiết kế những video, bài giảng của giáo viên nhà trường đã gửi về gia đình cho các con. Mặc dù dịch bệnh nhưng nhà trường cũng đã gặt hái được rất nhiều thành tích. Nhà trường có 4 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận chất lượng kiểm định giáo dục mức độ 2 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Vâng, bằng chính chất lượng, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các con của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, có tâm, có trình độ, trường Mầm Non 19 tháng 5 Tân Lập đã trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh khi gửi con đến trường. Các con học sinh thân yêu, nhân ngày hội đến trường của bé, thay mặt cho chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, cô xin kính chúc các con một năm học thành công rực rỡ. Chúc các con học sinh mới đã trở thành thành viên của gia đình trường Mầm Non 19 tháng 5 Tân Lập. Các cô sẽ luôn bên cạnh, yêu thương, chăm sóc các con để các con bắt đầu những tháng năm đầu đời thật ý nghĩa, hạnh phúc tại ngôi nhà trường Mầm Non 19 tháng 5 Tân Lập. Kính thưa các cô giáo, để làm được điều đó, tôi mong rằng mỗi cô giáo hãy là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hãy lắng nghe những tiếng nói của các con học sinh thân yêu. Hãy nhìn vào đôi mắt của các con trong mỗi giờ lên lớp để thấu hiểu được các con đang cần gì, mong muốn điều gì. Và hãy dùng tất cả tình thương của mình dành cho các con. Hãy xây dựng lối sống lành mạnh, hạnh phúc để tất cả các con được tham gia học tập, vui chơi, trải nghiệm trong một môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở và chất lượng. Cũng nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các bậc phụ huynh đã tin tưởng, yêu mến cô trò chúng tôi. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, gia đình và nhà trường tiếp tục đồng hành để nuôi dạy các con. Các bậc phụ huynh hãy ở bên cạnh, yêu thương và dõi theo các con. Chúng tôi sẽ dốc sức dạy dỗ các con bằng tình yêu thương để các con có nhiều trải nghiệm trong học tập, sinh hoạt tại ngôi trường Mầm Non 19 tháng 5 Tân Lập thân yêu, để ngày càng tự nạp hơn, bồi đắp nên những phẩm chất xã hội tốt đẹp để trở thành những con ngoan, trò giỏi.
Xin cảm ơn các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường đã nỗ lực không mệt mỏi tạo nên hình ảnh, thương hiệu của nhà trường trong những năm học qua. Chúng tôi hy vọng rằng trong năm học mới với chủ đề Trường học hạnh phúc, tất cả các quý vị, phụ huynh và cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường chúng ta cùng cố gắng hơn nữa vì một mục tiêu chung là giáo dục các con. Nhà trường chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ, thấu hiểu từ các bậc phụ huynh để các con được chăm sóc, giáo dục trong một môi trường thân thiện, hạnh phúc, an toàn, qua đó hình thành nên những nhân cách toàn diện hơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, kính thưa các bậc phụ huynh và các con học sinh thân mến. Với những bước tiến không ngừng lớn mạnh về số lượng, chất lượng, với sự tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được bằng tất cả tình cảm cao đẹp của người mẹ, người cô, trường mầm non 19 tháng 5 Tân Lập quyết tâm nâng cao chất lượng, trách nhiệm để chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các con thật tốt, để xứng đáng với niềm tin yêu của cha mẹ học sinh đang gửi con tại nhà trường. Và với tinh thần tất cả vì các con học sinh thân yêu, tôi xin tuyên bố khai giảng năm học 2021-2022. Tôi xin được kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý, các bậc phụ huynh mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các con học sinh thân yêu bước vào năm học mới với nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng và nhiều thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Lê Duy Quỳnh, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường lên có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể cô giáo, các bậc phụ huynh và các cháu yêu quý. Tôi thật vinh dự đại diện cho hơn 400 cha mẹ học sinh trường mầm non 19 tháng 5 Tân Lập về dự ngày hội đến trường của bé năm học 2021, năm học 2022. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên khắp cả nước, do vậy ngày hội đến trường của bé năm nay thật khác so với những năm học trước. Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi đến các quý vị đại biểu, quý khách, các bậc phụ huynh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Chúc các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các cháu trong nhà trường có một sức khỏe tốt để bước vào năm học mới có thật nhiều thành tích mới trong giảng dạy và học tập. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, kính thưa các bậc phụ huynh và các cháu thân mến. Nhìn lại những chặng đường mà tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các cháu của trường mầm non 19 tháng 5 Tân Lập đã vượt qua và đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong những năm qua, hội phụ huynh chúng tôi vô cùng cảm ơn nhà trường, đặc biệt là các đồng chí cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên của trường đã rất nhiệt tình, không quản ngại khó khăn, vất vả để nuôi dạy, chăm sóc các con ngày một chăm ngoan học giỏi. Năm học vừa qua cũng là một năm vô cùng vất vả đối với nhà trường, các bậc phụ huynh để đảm bảo an toàn cho các con phòng chống dịch bệnh. Các con đã phải nghỉ học ở nhà, xong việc giáo dục, các con không vì thế mà gián đoạn. Các cô giáo đã giảng dạy cho các con qua những video với những bài giảng gần gũi, dễ hiểu, vô cùng hấp dẫn trẻ, tạo cho trẻ niềm vui và luôn mong mỏi được đến trường. Hơn thế nữa, các cô còn thường xuyên thăm hỏi tình hình gia đình, tư vấn, hướng dẫn cha mẹ một số kiến thức để chăm sóc, giáo dục các con trong thời gian ở nhà. Chính vì vậy, chúng tôi luôn cảm thấy yên tâm khi gửi con đến mái trường 19 tháng 5 Tân Lập. Hôm nay, nhân dịp đầu năm học mới, tôi xin thay mặt cho toàn thể các bậc phụ huynh toàn trường, xin chân thành cảm ơn nhà trường, đặc biệt là các đồng chí cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên đã không quản ngại khó khăn vất vả để chăm sóc và dạy dỗ con em chúng tôi trở thành những người con ngoan, trò giỏi cho gia đình,
nhà trường và toàn xã hội. Cũng qua đây, tôi xin kính mong tất cả các bậc phụ huynh có con em đang học tập tại trường Mầm non 19 tháng 5 Tân Lập hãy cùng nhau chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, với các cô giáo để cùng chăm sóc, dạy dỗ con em của chúng ta ngày một khôn lớn. Và đặc biệt trong tình hình dịch bệnh này, chúng ta hãy cùng nhà trường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch khi đưa các con đến trường học trở lại. Trước khi dừng lời, một lần nữa xin được chúc các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các cháu trong nhà trường sang năm học mới có nhiều niềm vui mới, có sức khỏe tốt và có nhiều thành tích cao trong năm học 2021-2022. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt nhà trường, xin trân trọng cảm ơn những tình cảm mà đại diện cha mẹ học sinh đã dành cho cô và trò nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn. Các bé thân mến, trong không khí vui tươi hân hoan của ngày tựu trường, cô biết các bạn nhỏ đã rất háo hức muốn đến trường để được gặp các cô và các bạn. Mặc dù không được đến dự chương trình, nhưng một số bạn muốn gửi đôi lời tâm sự cùng với chúng mình đấy. Nào, chúng mình hãy cùng lắng nghe nhé. Trường Mầm non 19 tháng 5 Tân Lập. Xin chào các bạn, các em học sinh trong trường. Con tên là Trần Ngọc Yên Trang. Hôm nay con 5 tuổi. Con là học sinh lớp D2. Sở thích của con là học múa. Ước mơ của con là trở thành cô giáo. Mầm mà đã đến rồi. Con chúc các cô bạn ở hạnh phúc. Nào các bạn ơi, chúng mình đi học nhé. Trường nắng lung linh xuyên qua hàng cây, cặp sách này, bút viết này em đã mang. Em đến trường vui, đến trường hát ca vang trên xe của ba mẹ, mỉm cười tay bay chào em vào lớp. Xin chào các bạn, mình là Phạm Nguyễn Bảo Ngọc, năm nay 4 tuổi, mình học trường Mầm non Tân Lập. Mình rất thích đi học, mong vòng lại các bạn và cô giáo. Mình rất khủng hoảng và đi siêu thị. Mình rất mong những sự bệnh để đến trường với cô giáo và các bạn. Xin chào. Hy vọng rằng cô và chúng mình sẽ được gặp nhau trong thời gian sớm nhất, đúng không nào? Các bạn nhỏ ơi, để sẵn sàng cho năm học mới, các cô đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, trang trí xung quanh sân trường, lớp học rất đẹp và thú vị để chào đón chúng mình đấy. Em đến trường, vui đến trường, nắng lung linh xuyên qua hàng cây, cặp sách này, bút viết này, em đã trường. Vui đến trường, hát ca vang trên xe của ba mẹ, mỉm cười tay vẫy chào em vào lớp. Hôm nay cô dạy em lễ phép vâng lời người học cho ngoan, hiểu biết thêm nhiều những bài học hay từ trong cuộc sống. Chơi bao nhiêu trò chơi với các thật tươi, mới thấy thời giờ qua nhanh thật nhanh. Hẹn bạn sáng mai vào trường rất vui. Cái mái trường thân yêu đã khép lại chương trình ngày hội đến trường của bé chào mừng năm học 2021-2022 bằng hình thức online của trường Mầm non 19 tháng 5 Tân Lập. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh sức khỏe, hạnh phúc. Chúc tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bé trường Mầm non 19 tháng 5 Tân Lập một năm học mới thật nhiều thành công và ngập tràn yêu thương. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các